Với cái bách gỗ như thế này giúp cho khả năng có khả năng tiêu tát âm rất là tốt, cho nên là khi mà mình hát ở căn phòng này thì mình nghe âm thanh rất là sạch, và cái tiếng mát của nó nghe cũng rất là tròn trịch, rất là chắc, nó không có bị vang dội nhiều như những căn phòng mà khi chưa có được trang bị những cái thiết bị tiêu âm như thế này mọi người. Thì một lần nữa chào mừng chúng ta quay trở lại với channel. Thì hôm nay thì cũng là một clip và bên mình sẽ đi lắp đặt. Và hiện tại thì anh em đang ở quận 6 đây mọi người. Thì trước mặt mọi người đây là một bộ SEIC 38. Thì căn phòng này có diện tích đâu đó là khoảng tầm 20 m² mọi người ạ. Căn phòng này thì xung quanh phòng thì đã được gia chủ là thiết kế vách gỗ. Cái này gỗ thật mọi người ạ, chứ không phải gỗ da, gỗ ép nhé. Và thế nên là vào đây là hầu như là cái độ vang này kia nó là nó giảm thiểu khá là nhiều, hầu như là hết gần hết đó mọi người ạ. Ngoài ra là cái sofa thì mình sử dụng các chất liệu vải như thế này, nó người ta mà đi đó. Cho nên là thành ra là khi mình bước chân vào phòng này thì mình thấy nó khá là ổn đó mọi người về cái âm học. Ngoài ra nữa thì dưới phần nền cũng được ốp gỗ luôn đó, cho nên là cái khả năng tiêu tán âm của căn phòng này mình nghĩ là khá là tốt đó mọi người ha. Mọi người nghe giọng nói của mình, mọi người cảm nhận được rằng là nó không hề có một chút vang nào luôn. Hôm nay thì mình không có mang mic tải áo theo mà mình sẽ thu trực tiếp từ micro điện thoại. Và đây là không gian ngoài căn phòng mọi người. Thôi, quăng qua thôi. Thì bây giờ thì mình sẽ phụ bản luôn khui đồ và lắp đặt lên. Với một cái combo này được lắp đặt trong một căn phòng có diện tích đâu đó là 20 m² thì cái âm nó sẽ cho ra như thế nào? Mình nghĩ là đối với combo này thì khá ổn mọi người. Thì một lát thì một người chúng ta cùng nghe và trải nghiệm thử xem âm thanh nó sẽ cho là như thế nào, thì bắt trong căn phòng như thế này mọi người ha. Ok, thì đây là bạn Luân, bạn đang khui chiếc loa đầu tiên đó mọi người ha. Thì thông thường thì đối với hàng bên Thiên Vũ cứ tới tận nhà khách cái đó thì mới khui. Và đây là dòng IC38 màu trắng mọi người. Đây, sẽ khui ra cho mọi người chúng ta cũng được thấy ha. Vì gia chủ thích nó cùng với cái tông, cái hệ loa nó cùng với cái tông của căn nhà, cho nên là gia chủ quyết định chọn màu trắng, trần màu trắng, rồi xung quanh vách thì là vách vằn vàng nhạt như thế này, thì khi được phối màu trắng vào thì cũng khá là đẹp và khá là phù hợp với mọi người ha. Và đối với combo loa này thì mình sẽ gắn ở hai bên vách như thế này. Dự kiến là TV sẽ đặt ở ngay giữa, bởi vì là kệ thiết bị, kệ TV này kia chưa có được đưa vô mọi người. Căn nhà này cũng mới làm xong thôi, cho nên là cũng chưa được đầy đủ lắm, cho nên là kệ này kia gia chủ đang thiết kế. Cho nên là dự kiến thì TV sẽ được đặt ngay ở giữa này, và mình sẽ đeo loa ở hai phía bên vách này mọi người ha. Đó, hai bên này và bên kia đó, hai bên hai chiếc. Và súp thì mình sẽ đặt ở ngay góc đó. Hiện tại thì máy thì mình sẽ để tạm lên cái bàn này. Mai mốt kệ TV vào rồi khi đó mình sẽ qua một lần nữa và mình sẽ cho hệ thống máy đưa vào tụ cho nó ngăn nắp này kia. Ok mọi người, thì cái vách gỗ phía trước này á, thì khi mà thiết kế thì họ có làm những cái khe hở như thế này để tạo những cái điểm nhấn, những cái tấm riêng biệt như thế này mọi người ha. Và đây là một cái mà mình lợi thế, đây màu đen ha. Cho nên thì tới đây thì mình đã đi dây loa vào rồi, mọi người nhìn thấy nó có khác biệt gì không ha. Đó, mình đi dây loa theo đường này đó, thay cho thành một cái viền đen như vậy luôn. Đấy, đấy đi xuống nhưng mà khá là hợp lý đấy, vô tình lại thành một cái cái chỗ để cho anh em đi loa nó dễ dàng đó, mà lại rất là đẹp thẩm mỹ, thấy không mọi người, thấy không? Chỗ này đã chưa đi dây và chỗ này đã đi dây rồi, mọi người thấy nó khác biệt gì không? Nó cũng là một cái khe màu đen như vậy đó, nhìn rất là liền lạc mọi người ha. Ok mọi người, thì vừa rồi thì mình đã lắp đặt xong chưa hết cả rồi mọi người ha. Thì bây giờ thì mình sẽ tổng quan qua các thiết bị khi được lắp đặt trong căn phòng này là những cái thiết bị nào, thì mọi người chúng ta cũng có thêm nhiều cái để chúng ta tham khảo mọi người ha. Thì hiện tại thì đối với căn phòng này thì hôm nay mình có ghép cho khách hàng đó là một cặp IC38 kèm theo đó là súp MF3, và đối với main công suất thì mình sử dụng đó là main XLI 1500. Và vang số thì mình sử dụng vang số KX180A, và micro thì mình sử dụng micro DMX U2008.
Đây những cấu hình mà gần đây thì bên Thiên Vũ thường xuyên phối ghép cho những cái dòng IC38 bởi vì là nó phù hợp với công suất chất âm này kia. Bên mình đã test rất là kỹ rồi, mình cảm thấy nó rất là ok, nó rất là phù hợp, cho nên là bên mình đã quyết định lựa chọn những thiết bị này để phối ghép cho những cái dòng loa SE IC38 như thế này. Thì bây giờ thì mình sẽ không để mọi người chúng ta phải chờ lâu nữa, thì bây giờ thì mình sẽ set up hệ thống rồi một lát nữa thì mình sẽ mời mọi người chúng ta cùng nghe thử và trải nghiệm thử xem là cái âm thanh cái combo này để lắp trong căn phòng như thế này thì âm thanh nó sẽ cho ra như thế nào mọi người ha. Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm, xin lời cuối không dối gian cho mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn thế. Thì vừa rồi thì mình đã có cách một bài đàn da và mình cũng đã có ca thư, thì bây giờ thì mình sẽ đánh giá qua một chút khi mình được nghe thực tế và trải nghiệm thực tế thì combo là được lắp trong căn phòng này. Thì mình thấy đây là một căn phòng rất là lý tưởng mọi người. Gia chủ đã thiết kế với cái vách vôn như thế này giúp cho khả năng tiêu tán âm rất là tốt, cho nên là khi mà được lắp trong căn phòng này thì mình nghe âm thanh rất là sạch và cái tiếng mát của nó nghe cũng rất là tròn trịch và rất là chắc, nó không có bị vang dội nhiều như những căn phòng mà khi chưa có được trang bị những cái thiết bị tiêu âm như thế này mọi người. Đó là cái sự khác biệt khi mà một bộ âm thanh được lắp trong một căn phòng mà được xử lý về âm học rồi thì nó có sự thay đổi rất là nhiều. Chúng ta mua một bộ âm thanh rất là nhiều tiền nhưng mà căn phòng của chúng ta để thô sơ, chúng ta không có một cái chất liệu gì tiêu âm, nó làm cái căn phòng rất là vang này kia, thì chúng ta mua một hay rất nhiều tiền thì nó cũng sẽ phí đó. Thì đó là cái chia sẻ của mình khi chúng ta xác định làm một căn nhà, chúng ta xác định một căn phòng để mà giải trí thì chúng ta cũng nên tập trung một xíu về cái âm học một chút. Tuy nhiên gia đình chúng ta không thể nào mà chúng ta hoàn thiện được trong những căn phòng kinh doanh, những căn phòng chuyên nghiệp được. Nhưng mà chúng ta cũng nghiên cứu qua một chút, chúng ta xử lý làm sao cho nó giảm bớt đi cái độ vang một chút, để khi đó âm thanh lắp vào nó sẽ cải thiện được hết, nó sẽ tối ưu được hết, nó sẽ hay hơn rất là nhiều cho những căn phòng mà đang định thô sơ mọi người ha. Đó là cái chia sẻ của mình. Thì mình có một đánh giá là cái bộ này, cái lắp ở đây thì ôn công suất này kia rất là đầy. Mình đang một công suất nó rất là nhỏ và mình nghe nó rất là lực ở đây mọi người. Khách hàng đang ngồi trước mặt mình luôn mọi người, mình đang chém gió mà khách cũng đang nghe luôn đó mọi người. Đây là cái đánh giá thực tế khi có khách hàng đang ở trước mặt mình, thì khách cũng đã có cá thư nhưng mà khách không có tiện lên sóng mọi người, cho nên là mình cũng không có thể là lấy những cái đánh giá trực tiếp của khách hàng được. Thì clip thì mình sẽ xin tạm dừng ở đây, thì nếu mọi người thấy ok thì mình like, share, subscribe. Bye mọi người ha.